Bây giờ mình sẽ hướng dẫn anh em xóa mã hộp đi H1A2A1 và nhập lại tài khiển. Đây xóa mã anh em nhìn này. Bây giờ khiển này đang khiển được này. Đấy. Ấn vào đây. Bỏ tay ra. Ấn vào đây. Có bàn theo tít bỏ ra. Đã xong. Tít vào, tít xóa, đã xóa. Tất cả đây đã xóa. Đấy. Tất cả đây đã xóa. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em nhập tài khiển. Mất hết hay là không mất hết, ấn vào đây một cái. Đấy ra. Ấn nút khóa và nút vào xuống đồng thời đã xong. Nếu mà nhập tài nữa, ấn vào đây nữa. Đã xong, hai tay này. Đây là mình sẽ dạy bước đầu tiên là nhập hai tay này, xong một tí nữa đến nhập cái hộp. Khi nhập xong sẽ không bao giờ khiển được. Cái này mình hơi kém đấy nhá. Khi nhập xong là tất cả không khiển được, phải đợi. Nó đang chế độ muốn nhập thêm bao nhiêu tay nữa vào, nhưng mà cái này nó chế độ đợi. Đợi một tí khi hộp có 3 thêm tít thì sẽ được. Thằng Sơn Đen nhìn vào đây này mà làm này, kêu nó không đến không làm được này. Đấy, khi có 3 thêm tít bắt đầu hoạt động này. Đấy. Đúng không? Khi nó mất mình phải lên hộp. Còn khi mà mình đã đến nhà người ta ấy, mình sẽ nhập thử một tay nữa cho các bạn xem nhé. Đến nhà người ta thì ấn mỗi thế này thôi. Mỗi khóa này. Xuống này ấn đồng thời này. Thế mình lại ấn ở đây cũng thế này, mỗi khóa này. Thế là xong. Khi nhập xong như này ấy là không được vội. Thì tất cả hộp nó đang chế độ đợi. Lại chờ. Đấy. Khi chờ hộp nó kêu 3 tít nữa thì bắt đầu được. Đấy là mình không cần lên hộp mình đến nhà mình nhờ. Còn hộp này chúng có bảo là xong rồi đấy. Nhập bao này được. Ok này. Đúng không? Mình phải chế độ, phải kiên trì. Còn bây giờ nhá. Đây ba tay này đây đúng không? Bây giờ muốn nhập hết một đống tay này vào cũng không sợ. Nhìn này mình nhập này. Đứng dưới nhập nhá, không cần là nhiều. Đó này, nhìn này. Đang chế độ chờ đợi tí. Đấy. Anh em mình bắt đầu ấn này. Bắt đầu mình nhập hết đống tay này vào nhá. Ok này. Để riêng ra nhé. 1 này. 2 này. 3 này. Nhìn này. 4 này. 5 này. 6 này. 7 này. IH này vào được nhau hết này. Ấn 20 dưới. Cái này thì ấn 20 dưới này. Này. Không phải là cách nhập khác vào bao nhiêu tay được, nhưng mà xong thì nó lại sẽ không được này. Bạn phải chờ đợi. Đấy, phải chờ đợi chứ không phải ngắt điện làm gì. Nếu mà bác nào vội thì bác ngắt aftermath đi cho nó nhanh để nó hết cái chơi đâu đợi khiển. Cái này khiển vào 50 tay cũng được. Xong 3 tiết ok nhé. Bắt đầu giờ mình thử hết cho các tay này. Xong nhá. Ok chưa? Đây là đừng nóng, bác Khánh Đông là nóng lắm, bác cũng vẫn làm có hai cái tay, bác nóng là mãi không được này. Đấy. Chưa? Ok chưa? Ba tay này đây, ok chưa? Này hết pin. Cái này là hết pin. Đấy ok chưa, các bác thấy ok chưa? Bao nhiêu tay được nhớ nhé. Cái hộp IH này là hộp IH xịn. Với IH1, A1, 1, A2, hai tay này vào được với nhau. Xong nhá. Rồi ok em ơi.